Phiên sáng vào ngày 7 tháng 12 năm 2021, sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em lại tiếp tục lên cho các bác một số mặt hàng đai châu Thái hoa Tết và đai châu rừng hoa Tết. Ngoài ra là hôm nay em vẫn chia sẻ với các bác những cái hình cây đai châu rừng Tánh Ninh nhá. Đai châu rừng Tánh Ninh. Em sẽ chia mã để em bán theo mã từng cục đến các bác. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Cả hai số điện thoại trên em đều dùng Zalo nhé. Sau đây là em sẽ đi vào chi tiết chia sẻ với các bác từng mã đai châu rừng Tánh Ninh. Hàng này hàng trồng thuần rồi nhá. Nói về cái đai châu rừng Tánh Ninh thì nó cực kỳ nổi tiếng rồi. Hoa thơm, bền hoa mà bông rất là dài, sai bông. Đây các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Đầu tiên em chia sẻ với các bác cái mã, hôm nay em sẽ đánh mã A. Mã A 1, 4 cây, 800k. Hàng này hàng em trồng trên thớt rồi nhá. Về các bác chỉ việc làm cái móc và treo lên, hoặc là các bác có cái chậu mà các bác thả vào cũng được. Đây, 4 cây, lá mít nhá. 4 cây A1, 4 cây 800k. Hàng tất cả, để em xem nào. Nói chung là em cũng không vạch ra, nhưng mà em báo hàng chuẩn hoa Tết luôn. Nụ này, các bác nhìn nụ chưa? Đấy, em cũng không thể cây nào, em cũng vạch ra em báo được cho các bác này. Nụ hết rồi các bác nhá. Nụ hết rồi. A1, 4 cây 800k. Hàng mít nhá. Nói về cái hàng rừng trồng thuần này thì bao giờ cái lá chân nó cũng có bị một tí tì vết, là cái vết hàng rừng nhá. Còn cái lá trên thì hàng bao đẹp cho các bác. Nó chỉ xấu xấu cái lá chân thôi, cây nào cũng bị nhá. Tiếp đến em chia sẻ với các bác mã A2, gồm có 3 cây 530.000. A2 3 cây 530.000. Quá rẻ để cho các bác chơi rồi. Trồng thuần rồi nhá. Về mình chỉ việc chơi thôi. Đấy. Trồng thuần này. Cục 3 cây nhá. Tiếp đến em chia sẻ với các bác mã A3, 3 cây. Mã này hơi bị to. 980k. Ui xổ ơi, to siêu to khổng lồ luôn. Đây này, cái que này em buộc vào để mình vận chuyển cho nó khỏi bị rung cái cây nhá, lắc cây nhá. Cây này này. Cây này là 4 nụ một cây gì đây này. Đấy, siêu to khổng lồ luôn. Mã A3 980k. Tiếp đến mã A4 3 cây 560k. A4 5 cây, 3 cây 560k. Tiếp đến là mã A5 3 cây 700k. Cái mã này thì nó cây nó hơi bị một cái vết này ở cái cây thứ hai nha các bác nhá. Đấy. Cây đầu được, cái cây đầu thì sự gọi là siêu to khổng lồ luôn. Siêu to khổng lồ luôn. A6. A6 3 cây mít rụt đây. A6 3 cây mít rụt 650k. 650k. Cái mã A6. Tiếp đến là mã A7. Úi dồi, cái mít này đấy mà là mít rụt rịt này. 3 cây 700k. Mít rụt rịt nhá. Tiếp đến mã A8 3 cây 630k. Toàn hàng mít rụt đi. Thế mới mở cổng. Mày cứ từ từ mày đợi đấy, tao xử lý công ty mày. A8 3 cây 630k.
9 này, 3 cây 1 triệu này, siêu to khổng lồ luôn nhá. A9 3 cây 1 triệu này, siêu to khổng lồ các bác nhá. Đây em đo cho các bác xem này. A10 3 cây 480k nhá. Sau đây em sẽ tiếp tục lên chia sẻ với các bác một số mặt hàng nữa. Và đây là cái lô đai châu rừng bóc trụ nhá. Hàng bao đẹp bao lỗi lá lên cho các bác. Giá thì cũng cực kỳ yêu luôn. Các bác nhìn này. Úi dồi ôi, siêu yêu luôn. Đây. Em lấy cái cây này ra em cho các bác này. Siêu yêu luôn. Hàng nó có rất là nhiều sơ di. Sơ di đấy thụ như cái cây này xem nó là bao nhiêu nào. Sơ di này ví dụ như cái cây này nó là 7 lạng một cây. 7 lạng một cây. Xem nào có bao nhiêu hồng hoa nào. 1, 2, 3, 4. 4 hồng hoa nha các bác nhá. Em có rất nhiều sơ di. Ví dụ như cái sơ di như ở trên cân đấy là 3 cây thì nó rơi vào 1 cân mốt. Ngoài ra là em sẽ có những cái sơ di là 1 cân 3 cây, 4 cây, 5 cây. Và thậm chí cân 1 cân 2 cây. Và 6, 7 lạng một cây nhưng ít nhá. Thường thường những cái cây như thế này nó rơi vào tầm 4 hồng hoa. Nhưng em bán cho các bác em chỉ bảo hành là có hoa thôi. Có ngồng, có nụ thôi chứ em không thể nôi ra em đếm được có bao nhiêu ngồng nhá. Làm vậy nó rất là mất thời gian. Hàng em bao đẹp bao lỗi lá lên cho các bác. Lá mít nha các bác nhá. Các bác lá mít xếp nhá. Các bác nhìn đi. Đáng yêu không? Lá mít xếp nhá. Hàng em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu luôn. 380k một kg. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm cho em phí ship nhá. Chưa bao giờ giá nó rẻ như thế này. 380.000 một kg. Có một cái lưu ý nho nhỏ như này nhá. Các bác lưu ý hộ em. Hàng rừng ấy bóc thì bao giờ cái lá chân thì nó cũng là vẫn còn lá rừng thì nó sẽ không được đẹp mướt mát. Với lại những cái màu như này này. Ở trên cây này. Ở trên lá này. Đây là cái thuốc bổ nhà vườn họ phun nhá. Không ảnh hưởng gì các bác nhá. Về các bác tưới vài lần là nó trôi hết đi. Ví dụ như đây này. Em lau thì là nó sẽ hết đi. Đấy các bác nhìn thấy chưa. Lau đi. Lấy cái khăn ướt lau đi là nó sẽ hết. Đây. Đấy. Hết luôn này này. Các bác nhìn thấy chưa. Đấy. Em lấy khăn ướt em lau đi này. Tay ướt thì lau cái là hết luôn. 380.000 một kg. Giá siêu yêu luôn. Rễ ngon chưa. Bộ rễ trông nó cũng ngon. Trầm cổ hoa tét các bác nhá. Siêu trầm luôn. Thân nù béo ngậy này các bác nhìn này. Đây thân nù béo ngậy nhá. Hàng đã thắt ngọn rồi các bác ơi. Thắt ngọn có nghĩa là nó cây nó sẽ thắt ngọn nó dừng và nó không phát triển nữa. Nó không phát triển nữa. Sau đó nó sẽ vàng lá đây. Ví dụ như có những cái cây này. Nó vàng lá nó rụng hết. Thì nó sẽ mọc hết những cái nụ đây. Hoa nó sẽ phun từ gốc đến ngọn. Đây em cho các bác xem mặt hoa nhá. Ui dồi ôi, siêu thơm luôn. Các bác nhìn sai hoa không? Trầm cổ nhá. Hoa màu tím đỏ. Rất là phong thủy mà rất là thơm luôn. Cái này các bác lên làm vài chậu. Mình treo ở phòng khách này. Hoặc là cầu thang, nhà bếp. Đều được. Một chậu như này em bán là một chậu. Thí dụ như là chậu hai thân này. Hai thân thì nó sẽ dài hơn cái chậu ba thân một chút. Em bán 190.000 một chậu hai thân. Đây. Mầm non có một số cây mầm non ở gốc nó đã lên rồi các bác nhá. Một số cây mầm non nó đã lên rồi. Một chậu 2 thân là 190.000. Chậu 3 thân. Chậu 3 thân là 220.000. Giá trên là em không chưa bao gồm phí ship nhá các bác nhá. Thân nù béo ngậy. Chiều cao trung bình của nó đặt từ chiều cao là tầm thân nào thân trung bình thì 40 cm mà thân ngắn thì tầm 35 cm. Thân cao nó rơi vào tầm 50 hoặc trên 50, ví dụ như cái chậu này này, nó sẽ so le này, thân cao nó rơi vào tầm 60 và thân ngắn nó rơi vào tầm 40, 35 nhá. Đấy. Thi thoảng mới có cái thân nào mà nó chậu nó không được đều cây ấy,
nó cao vọt lên thì nó mới lên được 60 phân đấy nhá, còn nó cứ trung bình trung bình. Em bán theo chậu các bác nhá, hai thân thì 190.000 và ba thân là 220.000. đây ví dụ như cái chậu này, cái thân cao nhất thì nó rơi vào tầm 55, đây thân bé nhất thì nó rơi vào tầm 35, em cứ nói vậy ha, có khi nó hơn nhưng mà em chỉ nói vậy thôi. Siêu hoa tép nhá, cực kỳ thơm luôn. Sau đây em tiếp tục giới thiệu với các bác một số mặt hàng nữa. Đây em giới thiệu với các bác một mặt hàng nhá, hoa cực hot trên thị trường mà giá này siêu bình dân luôn, ai cũng chơi được. Đai châu hồng cánh sen nhá các bác nhá, em cho các bác xem mặt hoa này, chuẩn mặt hoa hồng cánh sen, em bảo hành mặt hoa luôn. Đây các bác nhìn thấy chưa, chuẩn mặt hoa hồng cánh sen nhá. Hàng đang có nụ nhá các bác nhá. Đây em cho các bác xem nụ này, nụ này. Đây, nụ nhá. Xay nụ cực. Đây, nụ đây này, đấy các bác nhìn thấy chưa? Nụ này. Đấy. Em đo chiều dài của lá này. Hàng này cây nhỏ xinh chứ không cây to đấy nhá. Một bảng của nó trung bình nó có từ 4 cặp lá trở lên. Em đo chiều dài này. Đây các bác nhìn này. Đây. Một bảng này em chia sẻ đến các bác, hàng trồng thuần rồi, về chỉ việc treo chơi thôi. Có móc đây này, bóc sẵn này, các bác chỉ việc treo chơi thôi. Một bảng như thế này em chia sẻ đến các bác giá 190.000 một em. Đây, các bác có thể ghép hai bảng vào với nhau cũng được. Hoặc là các bác mua mấy bảng về mình ghép vào chậu cũng được. 190.000 một em nhá. Giá trên chưa bao gồm vào phí ship và nhà em không bao ship nha các bác nhá. Hàng em bao đẹp, bao lỗi lá. Và hàng bao có nụ nhá. Hàng bao có nụ. Đây, các bác nhìn thấy siêu yêu thương không? Đây nhá, các bác nhìn này. Hàng từ 4 cặp lá trở lên, 190.000 một em. Siêu yêu thương luôn. Chưa bao giờ có cái mặt hàng mà chuẩn màu hoa mà rẻ như thế này đến chia sẻ đến các bác. Em phải tranh nhau mua ở bên Thái mới được đấy ạ. Có cái gì ngon bổ rẻ mối họ gọi điện cho em. Hàng em nhập trực tiếp từ vườn bên Thái nhá các bác nhá. Cho nên là giá đến rất là yêu thương luôn. 190k một em. Và đây là cái lô Vanda lá xếp nha các bác nhá. Xếp đẹp cực kỳ luôn, xếp khít luôn. Hàng đang có nụ nhá. Hàng đang có nụ. Đây, em cho các bác xem mặt hoa đây. Vanda thì nó nhiều, cực kỳ là nhiều mặt hoa, các bác nhìn thấy chưa? Cực kỳ là nhiều mặt hoa. Đấy. Hoa này thì em chỉ nhặt xổ số cho các bác thôi, em không nhặt được chính xác màu hoa nha các bác nhá. Đấy, cực kỳ là nhiều mặt hoa. Riêng về cái dòng Vanda này thì hoa nó sẽ nở quanh năm. Đây là ảnh nhà em chụp ở bên vườn bên Thái đây. Riêng về cái Vanda này thì hoa nó sẽ nở quanh năm, hết đợt này đến đợt khác. Và đây là đang cái tình trạng là đang có nụ hoa nhá. Đang có ngồng đây. Đang có ngồng. Đấy các bác nhìn thấy chưa, ngồng này. Cây nào cũng có ngồng, còn cây nó có mấy ngồng thì em không thể vạch ra em đếm được. Một chậu nó trung bình này, nó xem có cây có bao nhiêu cặp lá nhỉ? Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tầm 14, 15 cặp lá trở lên nhá. Đây em đo cho các bác xem này. Có cây bình thường, có cây thi thoảng, có cây mẹ đẻ con. Các bác nào mà mua nhiều thì em sẽ ưu tiên em nhặt cây mẹ đẻ con cho các bác. Đây, thậm chí là cây còn đẻ hai con đấy, đây này. Đây. Cuống hoa cũ, đây là cuống hoa cũ nhá. Mẹ đẻ đẻ con này. Hàng em không thể bao đẹp bao lỗi lá được cho các bác thông cảm. Riêng cái dòng Vanda nó rất là giòn cây, thi thoảng nó sẽ có bị tí một tí xước xước hoặc nứt nứt ở đầu cỡ đầu lá. Thì các bác thông cảm, tại vì vận chuyển cái hàng này giòn lắm, vận chuyển không tránh khỏi. Hàng em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu luôn, 170.000 một chậu. Giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Đây các bác nhìn thấy bộ rễ trông có ngon không? Em quay nắng này nó hơi bị lóa. 170.000 một chậu nhá. Và đây là cái lô nhạn, nhạn VIP lá mít nhá. Bản lá to nhá. Bản lá to lá mít này. Siêu đẹp luôn, các bác nhìn thấy bộ rễ ngon không? Bản lá cực to luôn.
Một chậu vậy nói chung mình nó có bao nhiêu cặp lá nhỉ? Đôi, 4, 6, 7 cặp lá trở lên nhá các bác nhá. Một chậu trung bình 7 cặp lá trở lên. Hàng siêu đẹp luôn. Hoa siêu thơm nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Nhạn này là nhạn Thái. Cho nên là hoa nó nở rải rác từ tháng 4 cho đến tháng 10. Đấy. Nhạn Thái 4 nở nhiên 4 sắc thể nhá các bác nhá. Nhạn đột biến. Một chậu như thế này em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu luôn. 250.000 một em. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Lần này em nhập được rẻ chứ cái đợt trước những cây như này nó phải rơi vào tầm 400-500. Hôm nay em bán có 250 nhá. Nó chỉ khác có mỗi một cái chậu, đợt trước đó là cái chậu gỗ, lần này nó chậu nhựa. Nhưng mà cái chậu gỗ lần trước cái cặp lá nó lại còn ngắn hơn, nó chỉ ngắn đến đây thôi. Lần này nó hơn mấy cặp lá mà em lại mua được rẻ, em bán rẻ. 250k một em nhá. Nói đến dòng nhạn này hoa thơm cực kỳ luôn. Thơm nức mũi luôn các bác ạ. Thơm nóng cơ. 250k một em. Giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Đây, sau đây tiếp tục em giới thiệu các bác mặt hàng nữa. Tiếp theo đây em xin giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa, đó là giả hạc Lâm Đồng nhá các bác nhá. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp, siêu béo ngậy luôn. Các bác nhìn này. Béo ngậy này. Lá này còn lá mít nhá. Đẹp lắm cơ. Đấy, một chậu như vậy nó trung bình nó có 5 thân nhá các bác nhá. Hàng này hàng gươm ki. Hàng gươm ki. Đây các bác nhìn đây này. Hàng gươm ki. Đẹp lắm cơ. Em cho các bác xem mặt hoa này. Hương thì gọi là thơm cực kỳ. Nói đến dòng giả hạc thì mặt hàng này, cái loại nào nó cũng thơm nhá. Thơm lắm ấy. Em cho các bác xem mặt hoa bói đây. Đã trổ hoa bói rồi nhá. Đây, hoa bói đấy. Giả hạc Lâm Đồng nhá. Hay gọi là phi điệp tím Lâm Đồng cũng là nó. Một dòng hoa nổi tiếng luôn. Một chậu như thế này nó trung bình nó cỡ từ 5 thân. Thân nó cao từ 5, 60, 70 nhá các bác nhá. 5, 6, 70 mà thậm chí còn hơn nhưng em không đo. Đây, siêu đẹp, siêu béo ngậy luôn. Một chậu như này em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu luôn. 210.000 một chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Đẹp lắm cơ, em phải túm vào cái này để cho nó khỏi xòe ra, vận chuyển cho nó dễ này. Đấy. Một cái điều lưu ý nữa là khi em vận chuyển em sẽ bịt cái giấy ở xung quanh cái miệng này. Thế cho nên là về các bác mà có mua về thì mình sẽ lấy cái kéo hoặc cái dao mình rạch cái băng dính với cái giấy này mình cầm nhẹ lên thôi. Chứ tránh tình trạng các bác cầm các bác dứt như vậy là nó sẽ bung cái giá thể ra nhá. Đây này các bác nhìn dễ nó ăn ra tận ngoài đây này này. Siêu đẹp siêu béo ngậy luôn, 210k một em. Giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Em quay cái chỗ trời nắng này trông nó hơi bị lóa mắt. 210k một em. Cực kỳ yêu thương luôn. Cái giá này cái lúc trước là nhà em phải bán 350 đấy. Em nhập với cao em bán cao phải 350. Nhưng hôm nay là chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu luôn. 210k một chậu nhá. Trời ơi, chỉ nói là đẹp đẹp lắm ấy các bác ạ. Đẹp cực kỳ ấy. Siêu yêu thương luôn. Đẹp chưa? Đấy. 210k nhé, hôm nay em tri ân nhé. Tiếp theo video em sẽ lên cho các bác cái dòng giả hạc Pháp, hàng hoa chuẩn Tết của nhà em nhé. Đây này, ở đây em đang có một cái bông bói, nhưng cái bông này nó cũng sắp tàn rồi nên là nhìn cái màu nó hơi nhỏ nhỏ. Cái mặt bông thật của nó đây này mọi người này. Nó đẹp lắm, nó đậm. Mà dòng này hoa siêu thơm nhá. Đây, một giò như thế này em bán với giá là 150.000. Trung bình một giò này nó sẽ dao động khoảng tầm 5 đến 7 thân nhá. Hàng thì hiện tại bây giờ là có những cái thân nó đã thắt ngọn, có những thân thì chưa. Những cái thân mà nó đã thắt ngọn rồi ạ là nó sẽ xuất hiện những cái tình trạng vàng lá để xuống lá trào hoa nhá các bác nhá. Đây. Và một chậu của nó sẽ xen kẽ thân ngắn thân dài. Chiều dài của nó thì nó sẽ dao động khoảng tầm 30 đến tầm 50 cm nhá. Đây này, hàng của nhà em bây giờ phải buộc dây thế này để cho nó đi, mình đi, mình chạm vào không sợ nó gãy ạ. Về nhà các bác tháo cái dây này ra này, nó rủ, xòe hết xuống dưới này, đẹp lắm. Đây này, bắt đầu nó vàng lá để chút lá trào ra rồi nhá. 150.000 một cây, hàng này của nhà em không bao ship. Phí ship đồng giá 40.000 cho một đơn hàng nhá. Nên là các bác lấy bao nhiêu chậu thì phí ship vẫn đồng giá là 40.000.
Và đây là cái lô đai châu mít rụt rịt. Các bác nhìn thấy mít sướng không? Mít rụt rịt nhá, hàng Thái nha, Lan nhá. Cho nên là cái lô này nó chủ yếu nó là màu đỏ đốm và đỏ sắc pháo nha các bác nhá. Hàng đang có nụ. Đây em cho các bác xem nụ đây. Hàng đang có nụ nhá. Một cây, một chậu của nó ít nhất nó có từ 2 nụ trở lên. Hàng này chuẩn hoa tét luôn các bác nhá. Các bác nhìn này, đỏ trông đẹp chưa? Đấy. Đấy các bác nhìn thấy đỏ đẹp chưa? Em cho các bác xem mặt hoa này. Đỏ đốm nha các bác nhá. Đấy, đốm nó có nhiều kiểu đốm lắm. Đây là sắc pháo nha các bác nhá. Đốm cực kỳ là nhiều kiểu đốm. Đốm đang nở. Đây sắc pháo này. Hoa này, những cái mặt hoa này đã nở tại nhà em rồi các bác nhá. Đấy. Mặt hoa này đã nở tại nhà em rồi. Đây sắc pháo đây các bác nhìn đi. Đây. Đốm em cho các bác xem mặt đốm nữa này. Cực kỳ là đẹp nhá. Cực kỳ là nhiều màu. Đây còn có một cái màu đỏ này nữa này này. Đấy. Đốm này. Một chậu như thế này em chia sẻ đến các bác hàng nó trung bình từ 5 cặp lá trở lên nhá. 5 cặp lá trở lên. Lá siêu to khổng lồ luôn, mít mịn mịt luôn. Một chậu như thế này em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ là yêu luôn, giá mùa Covid. Như hàng này năm ngoái này em phải bán 750 một chậu này. Năm nay giá chỉ độc có 450k. Các bác nhìn đi, bản lá to chưa? Mít mịn mịt luôn. 450k một chậu này. Các bác có thể mua về các bác mình cho vào một cái chậu như thế này. Đây là cái chậu trung bình, hoặc là các bác thích chơi nhiều cơ mình mua mấy chậu về mình sẽ ghép vào một cái chậu to. Đấy, treo phòng khách thì cực kỳ hoành tráng luôn. Đẹp chưa các bác? Bao la bát ngát nha các bác nhá. Ngoài ra nhà em còn có cái sơ di nó to hơn. Thì các bác muốn mua cái loại to tiền hơn thì nó cũng sẽ là to hơn. Thì em sẽ gọi điện em em sẽ nhắn tin vào Zalo. Em chụp hình cho các bác. Các bác nhìn xuống không? To ơi là to luôn. 450k một em nhá. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Và nhà em không bao ship nha các bác nhá. Ui dồi ôi, siêu to khổng lồ luôn ý. Đẹp lắm. Đây cái chậu mẫu em quay đây cho các bác xem này. Đẹp lắm cơ. 250k một em này. Em về được một cái lô cát chuẩn mặt hoa nhá. Giá siêu yêu thương này. Hôm nay lên cho các bác một combo 3 chậu cát như thế này. Với giá là 400.000. Và các bác lưu ý cho em, hàng bên nhà em là luôn luôn không bao ship. Phí ship đồng giá 40.000 nhá. Hiện tại bên nhà em đang có một số cái mặt hoa của cát này. Trắng lưỡi hồng này. Màu xanh lá mạ này. Màu vàng này. Màu tím nhá. Nhiều lắm. Thơm dã man luôn ạ. Đây các bác nhìn màu yêu chưa. Hiện tại bây giờ hàng của nhà em mà đã bung hết hoa ra rồi. Cho nên là em chỉ bán mặt hoa cho mọi người thôi. Bán chuẩn mặt hoa cho các bác nhá. Chứ em không bán hàng hoa. Vì là nhiều khi là hàng vận chuyển đi xa, đến nơi có thể là hoa nó tàn rồi ấy ạ. Nên là em chỉ bán mặt hoa cho mọi người thôi. Một combo 3 chậu với giá là 400.000. Em có màu tím Huế này. Màu xanh lá mạ, màu vàng, trắng lưỡi hồng. Đó. Mọi người lấy một combo 3 chậu em chọn cho các bác mỗi chậu một màu nhá. Đẹp chưa? Thơm lắm. Mà cái dòng cát này nó cực kỳ bền nhá. Hoa ra quanh năm ạ, cứ vài tháng một đợt, vài tháng một đợt. Đây mọi người nhìn này, bông yêu chưa? Các bác cứ làm cho em hai combo là 6 chậu mình trồng thành một bụi. Ôi, nét căng luôn nhá. Cát này nó là cái hàng cát đại, cát một lá. Đây này, cát một lá này, sai đại nhá, bông to lắm. Đây là cái bông này nó chưa nở hết đâu ạ. Đẹp xã man đấy. Cát này nó không ưa nước đâu các bác nhá, nên là mình tưới vừa phải thôi. Khoảng tầm 2-3 ngày mình tưới phần gốc này cho em này, tưới nhẹ nhẹ thôi nhá. Cái này thì lưu ý với các bác về mọi người sang cho em chậu to, vì dòng cát này nó đẻ con rất là mạnh. Nó phát triển nhanh lắm. Về mọi người sang chậu cho em để nó cho nó cái không gian nó rộng. Cây nó phát triển hơn nhá.